và các bạn thân mến, nhắc đến Nha Trang, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến biển. Biển ở đây trong xanh đến lạ thường. Và ngày hôm nay, trong chương trình Điểm Đến, Kim Ngân xin mời quý khán giả đến với một vùng biển nhưng lại được gọi là suối. Vì tương truyền xưa kia, nơi này có rất nhiều loại lan rừng mọc ven con suối này, thế nên người dân gọi là suối Hoa Lan. Và bây giờ, hãy cùng Kim Ngân khám phá nơi này nhé! Đúng như tên gọi, ở đảo này có rất nhiều loài hoa lan với đủ chủng loại, màu sắc. Đi dọc từ cổng vào, bạn sẽ thấy vô vàn các loại hoa này. Lan mọc ra khắp nơi từ các gốc cây cổ thụ, từ những vách đá đua nhau khoe sắc. Hiện tại, đây là nơi bảo tồn nhiều loài hoa lan quý hiếm chỉ có ở vùng hòn hèo này. Rồi có cả một khu vườn toàn hoa lan cho bạn tha hồ ngắm nghía và chụp hình. Đây là cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên với không khí trong lành của rừng giữa biển. Quý vị và các bạn thân mến, nơi Kim Ngân đang đứng đây là khu bảo tồn các loại lan quý hiếm. Như chúng ta đang nhìn thấy, có lan nghinh xuân hòn hèo, giả hạt hòn hèo, lan gấm hay là lan vani. Và bên cạnh đó còn có rất nhiều loại lan khác. Tổng cộng ở khu vực đảo Hoa Lan thì có trên 100 loại lan chúng tôi đang cho nhân giống và phát triển. Trong khi đó thì đặc biệt quan tâm những các cái loại lan và có xuất xứ hòn hèo và có cái giá trị đó. Những loại lan vừa đẹp và vừa hương rất là thơm cho nên được nhân giống nhiều và đang cấy ghép ra các cái gốc cây, các cái ven đường. Ngoài ra, trên đảo thường tổ chức chương trình xiết thú, thu hút được đông đảo du khách quan tâm bởi độ thông minh và tinh khôn của chúng. Dưới sự dẫn dắt tài tình của các huấn luyện viên cùng âm nhạc sống động, có lẽ đây là chương trình biểu diễn xiếc mà mọi du khách mong chờ. Đây là nơi thích hợp với các gia đình có trẻ nhỏ, bởi sẽ tạo cho trẻ tình yêu thương động vật và bảo vệ môi trường sống xung quanh. Suối Hoa Lan sẽ mang đến cho du khách muôn vàn những trải nghiệm thú vị, ngập tràn cảm xúc khó quên như thả đôi chân trên bờ cát trắng, nằm dưới tán cây lắng nghe gió biển thì thầm, với các điểm check-in đầy ấn tượng như biển An Bình, hồ Nghinh Xuân, tạo không gian yên bình, thư giãn. Đặc biệt đầy thơ mộng là khu vườn bướm với tràn ngập các loại cây, hoa cỏ, tiếng chim hót, âm thanh và cảnh vật kết hợp với nhau khiến ta quên đi những căng thẳng trong cuộc sống. Đối với những các cái loại chim thú để phát triển thêm thì kết hợp với các loại cây hoa ở trên đảo thì chúng tôi tạo thành cái môi trường sinh thái tự nhiên, thì cái vườn bướm chúng tôi cũng đang cho nhân giống rất loại nhiều loại bướm, trong khi đó bây giờ là cỡ khoảng hơn 20 cái loại bướm có màu sắc rất là đẹp. Vâng, cảm ơn ông rất nhiều. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tất cả những điều đó hòa quyện với nhau tạo nên một không gian nghỉ dưỡng yên bình, dễ chịu. Một khi đến với suối Hoa Lan thì chẳng muốn về. Hy vọng rằng suối Hoa Lan sẽ là một điểm tham quan du lịch tiếp đến của quý khán giả trong hành trình du lịch của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.